Kính bạch sư cho con hỏi, con làm nghề bán thuốc giảm cân nhưng bán hàng chính hãng, không phải hàng giả, thì có phải làm nghề tà mạng không? Mong sư giải đáp giúp con. Cái này sư không biết được ha. Tại vì mình xem là nó thuộc về cái nào. Một, nó thuộc về cái loại thực phẩm thì nó tính qua, theo qua thực phẩm. Nếu nó là thuốc thì nó tính qua thuốc, mà như cái này nó là thuộc thực phẩm không phải thuốc ạ. Rồi cái thứ hai mình phải xem xét là nó có làm hại người khác hay không. Để chúng ta biết được đây có phải là một nghề chánh mạng hay không á, thì chúng ta xem là cái nghề đó là do, để mình làm nghề đó đó, mình có phải phạm giới hay là không nha. Cái thứ hai là mình xem xét là cái nghề đó, đó, để làm cái nghề đó, mình có làm tổn thương lợi ích cho chúng sanh khác hay là không. Thì khi mà chúng ta xét thấy là khi chúng ta làm cái nghề này, chúng ta không phạm giới. Rồi khi chúng ta làm nghề này, chúng ta không làm cho chúng sanh khác bị tổn thương, thì nó ok, không vấn đề gì.